tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2018, tâm điểm dư luận là vụ án ca sĩ Châu Việt Cường cùng nhóm bạn lên cơn ngáo sau khi nhiều lần sử dụng ma túy ketamin, đã dùng tỏi để trừ tà ma, dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ mới tròn 20 tuổi. Có 5 người trong vụ án này, Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê Thanh Hóa, Phạm Đức Thế sinh năm 1981, quê Yên Khánh, Ninh Bình, Đoàn Quý Nguyên, Nghệ Danh Nam Khang sinh năm 1985, quê quán Thừa Thiên Huế và hai cô gái trẻ Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1998 nhà ở Trương Mỹ Hà Nội, Lê Phượng Anh sinh năm 1995 quê quán Sơn La. Ngoài Cường và Khang có khả năng khiếu ca hát, Phạm Đức Thế chỉ là người biết hát, còn hai cô gái trẻ Hạnh và Phượng Anh cho đến trước dạng sáng mùng 5 tháng 3, họ chưa hề quen biết với Châu Việt Cường mà chỉ nghe danh. Đêm mùng 4 tháng 3, Hạnh và Phương Anh vẫn la cà tại mấy quán bar ở Hà Nội nơi họ từng gặp thế, gã trai không nghề nghiệp đang phải ở nhờ căn hộ tập thể cũ của người bạn quen biết tại phường Công Vị, quận Ba Đình và quen biết Nam Khang. Hôm ấy Châu Việt Cường vừa biểu diễn ở Đồng Văn Hà Nam về, rồi tìm hẹn đến nhà của Thế. Biết các cô gái trẻ thích làm quen với ca sĩ, Khang nhớ ngay đến Phượng Anh, người mà anh từng gặp vài lần ở quán bar. Nhận được tin nhắn của Khang dù đến nhà Thế chơi để gặp ca sĩ Châu Việt Cường, Phương Anh định rời quán bar một mình hỏi chuyện và biết bạn nhận được một lời mời, hạnh nai nỉ xin đi cùng. Khoảng hơn một giờ sáng mùng 5 tháng 3, chiếc taxi chở hai cô gái trẻ đến khu tập thể cũ ở phường Công Vị, căn hộ hai buồng trên tầng 2, với ánh sáng mờ ảo đã sẵn sàng cho cuộc vui tập thể. Về sau này, khi điều kinh khủng nhất là cuộc vui tập thể kết thúc bằng cái chết thương tâm của Hạnh, quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát điều tra tìm thấy hai túi ni lông màu trắng đựng chất bột màu trắng hai tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, dính bột màu trắng và hai chiếc đĩa thủy tinh. Đó là những dấu vết còn lại của nhóm này sau khi không dưới hai lần sử dụng ketamin. Trước đó sau vài trận bay, đoàn quý nguyên tức Nam Khang rời đi, còn lại Cường, Thế, Hạnh và Phượng Anh. Một cán bộ phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội tham gia điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án phân tích. Đặc tính của ketamine là tác động trực tiếp vào hệ thần kinh phản ứng nhẹ đối với người sử dụng thì thích nghe âm nhạc ngắm ánh sáng đèn hoặc nằm lim dim còn sử dụng nhiều khi cơ thể không khỏe mạnh ketamin sẽ lấn át lý trí hình thành ảo giác điều khiển hành vi của người sử dụng ma túy không ý thức được mình đang làm gì trong vụ án này nếu ở góc độ duy tâm thì có thể nói cái chết của hạnh là số phận còn bản chất hành vi phạm tội của châu việt cường cùng phản ứng của hạnh trước khi bị nhắt tỏi vào miệng đều xuất phát từ việc bị ảo giác do sử dụng ketamin Lời khai của Cường cùng những người liên quan trong vụ án này cho thấy khoảng 5-6 giờ sáng, Châu Việt Cường đã xách túi rời khỏi căn hộ tập thể. Theo lịch, anh ta sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị sâu diễn đã được đặt trước, nhưng không hiểu vì sao đi rồi Cường bỗng quay trở lại, khóc và lạy. Chứng kiến biểu hiện tâm lý khác thường của Châu Việt Cường, Phạm Đức Thế và cô gái tên Phượng Anh lúc này đã mất đi sự tỉnh táo, không nói gì, bỏ vào phòng trong, nhưng hạnh thì khác, đang nằm ngủ ở đệm. Hạnh đã ngồi dậy, rồi bật cười với Cường. Cảnh tượng diễn ra trong căn hộ lúc ấy là kẻ khóc, người cười. Rồi Cường và Hạnh quay sang vái lại nhau. Cường xưng con, con Hạnh là bà cô tổ, làm nhảm những điều gì không ai nghe rõ. Còn Hạnh, cô gái trẻ đang trong trạng thái khóc hờ, đã gọi Cường là thầy. Điều tra viên vụ án kể lại, theo lời của người trong cuộc thì chính câu thầy thốt ra từ miệng cô gái trẻ đã dẫn đến bi kịch. Châu Việt Cường về sau đã tỉnh lại, Khai đã ý, hạnh gọi anh ta là thầy, nghĩa là thầy pháp, và như thế có nghĩa hạnh là con ma, hoặc cô gái trẻ này đang bị ma nhập. Cường là thầy pháp, sẽ phải đi trừ tà đuổi ma. Vật trừ tà mà Cường nghĩ đến là tỏi. Nghe thế nói trong nhà không có tỏi, Cường chạy đi tìm. Gần chân cầu thang tập thể ấy có người bán hàng xén. Nắm tỏi lúc đầu mang lên chỉ đủ rắc trong nhà, lập tức Cường chạy tiếp xuống lấy trong khi hạnh vẫn cứ ngồi im một chỗ khóc vạ vật lần cuối cùng chạy xuống cường bê nốt sổ tỏi tổng cộng một năm kg lên nhà trong số ấy có tất cả 33 nhánh củ tỏi đã bị cường ra sức ép hạnh phải nhai nuốt bản thân ca sĩ ngáo cũng ăn chừng hai ba lạng chứng kiến cảnh ấy thế và phượng anh can ngăn nhưng không được đành bỏ ra ngoài và hành động có vẻ đỡ ngáo nhất của thế là gọi điện thoại cho hai người quen làm nghề thầy cúng nhờ họ đến giúp trừ tà nhưng tất cả đã quá muộn. Cô gái trẻ 20 tuổi đã bị tỏi chèn vào đường hô hấp, ngạt thở. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập và trên cơ sở phân tích, đánh giá một vụ án một cách khách quan, cơ quan điều tra công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố để điều tra đối với Châu Việt Cường về hành vi vô ý làm chết người, khởi tố điều tra đối với Phạm Đức Thế về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời đang xem xét làm rõ hành vi trách nhiệm của những người liên quan. Dấu hiệu tội phạm của Phạm Đức Thế rất rõ ràng, số ma túy được cả nhóm sử dụng dạng sáng mùng 5 tháng 3 có phần của Thế đóng góp. Và khi bị bắt, trong ví của Thế vẫn còn một gói ke, còn Châu Việt Cường có ý kiến băn khoăn tội danh vô ý làm chết người đã tương xứng với hành vi của anh ta. Vì sao không phải là phạm tội giết người? Bởi tình trạng ngáo đá dẫn đến cái chết của nạn nhân hạnh không phải là tình tiết giảm nhẹ. Điều tra viên cơ quan công an quận Ba Đình tham gia điều tra thụ lý vụ án phân tích nếu chỉ nhìn hiện trường bên ngoài dường như dấu hiệu của châu việt cường đã cấu thành tội danh giết người tuy nhiên cảnh sát điều tra đã khám nghiệm phân tích mọi diễn biến tình tiết cả mối quan hệ giữa châu việt cường và nạn nhân hạnh giữa cường và hạnh không hề mâu thuẫn thu hằn đúng là tình trạng ngao đá không phải tình tiết giảm nghe nhẹ thậm chí còn có thể coi là yếu tố tăng nặng khi lượng hình tuy nhiên cùng với việc trừ ma cho hạnh bản thân cường đã vứt tỏi quanh nhà chân cầu thang và ăn khá nhiều tỏi thực tế một ngày sau khi xảy ra vụ việc Châu Việt Cường đã phải nhập viện cấp cứu vì nhiễm trùng máu, lượng bạch cầu cực cao với dấu hiệu bỏng rát vùng cổ họng. Đặt giả thiết nếu lúc đấy Châu Việt Cường dùng dao hay vật cứng để trừ tà ma cho hạnh, thì việc quy kết tội danh giết người sẽ thuyết phục hơn nhiều. Đại diện cơ quan điều tra công an quận Ba Đình chia sẻ, với những căn cứ đã thu đập được thì việc bước đầu ra quyết định khởi tố điều tra với Châu Việt Cường, tội danh vô ý làm chết người là đúng đắn. Quá trình điều tra về sau, nếu có thêm những tài liệu chứng cứ khác sẽ không loại trừ việc thay đổi tội danh khởi tố và điều này hoàn toàn bình thường theo quy định của pháp luật. Chịu nặng những suy nghĩ dày dứt sau vụ án này, nếu như không có cuộc hẹn gặp ấy, nếu như những cô gái trẻ như Hạnh, như Phượng Anh tỉnh táo hơn, biết dừng đúng lúc trong những mối quan hệ và nếu như không có ma túy tổng hợp, không có cuộc vui tập thể, hẳn đã không có một kết cục thường tâm như thế. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Tại hiện trường, dưới khu tập thể này là khu chợ tạm sát với chợ Linh Lang Ba Đình, Hà Nội. Các nhà nằm tại tầng hai khu tập thể, dưới chân cầu thang là nhiều hàng quán của các tiểu thương, không giấu được sự kinh hoàng. Nhiều tiểu thương ở đây cho biết, ca sĩ Châu Việt Cường cùng cô gái trẻ đã gây náo loạn cả khu chợ khi liên tục có những biểu hiện điên cuồng rất không bình thường. Qua quá trình quan sát, những người bán hàng rong cho rằng Hương cùng Hát có biểu hiện là những người ngáo đá. Theo những người bán hàng tại đây cho biết, cô gái trẻ trước khi tử vong đã đi xuống một hàng bán rau ngay dưới chân cầu thang khu tập thể, tự ý lấy một rổ tỏi của hàng rau rồi chạy lên bên trên. Người bán rau dù rất bực nhưng do nhận thấy những biểu hiện lạ của cô gái nên đành chấp nhận bị mất hàng dù trong lòng rất ấm ức. Một lát sau một người đàn ông trông rất đáng sợ, chạy chân đất từ trên khu tập thể xuống với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nhiều tử thương nhận ra đây là ca sĩ chuyên hát nhạc thị trường tại các hội trợ, có nghệ danh Châu Việt Cường. Nam ca sĩ này đi thẳng đến các hàng bán đồ gia dụng phía đối diện, lao vào lấy một rổ lớn trong đó đựng rất nhiều các loại dao, ôm khư khư trong tay, miệng liên tục lẩm bẩm những câu đại ý nhà này có ma, nhiều ma quỷ lắm, phải giết nó, đâm chết nó, phải đuổi con quỷ đang ám nó ra ngoài. Quá hoảng sợ, chủ hàng bỏ chạy, sau đó cùng một số người bán hàng ở chợ giành lấy được số dao trên tay ca sĩ Cường nghiến răng ken két, mắt trận ngược, đỏ ngầu. Châu Việt Cường tiếp tục đi tới hàng rau gần đó, lấy rất nhiều tỏi, rồi ngồi thụp xuống, bóc và nhai sống tỏi ngay tại đây. Nhiều tiểu thương cùng người dân sợ hãi, bỏ chạy, nấp vào những nhà dân quanh chợ, do lo sợ Châu Việt Cường đang trong cơn ngáo đá, sẽ gây nguy hiểm cho mình. Sau một hồi ăn tỏi, Châu Việt Cường lẩm bẩm và gọi thầy cúng đến đuổi ma quỷ đi, rồi lấy một túi tỏi lớn của hàng rau này, quay trở lại căn hộ trên tầng 2 khu tập thể một lát sau có một đôi nam nữ được cho là thầy cúng được gọi đã đến căn hộ này một người trông xe ở khu tập thể cho biết hai thầy cúng gọi điện cho ai đó rồi gửi xe và đi lên căn hộ trong khi người dân vẫn đang bàn tán xôn xao về hành động lạ của cô gái trẻ cùng nam ca sĩ thì đã thấy hai người thầy cúng lúc trước đã vội vã ra về với bộ dạng trông rất sợ hãi khi lấy xe họ chỉ nói rằng ở trên kia có người chết chúng tôi vừa báo công an rồi và phóng xe đi luôn trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì Chừng 5 phút sau, ca sĩ Châu Việt Cường chạy thốc tháo xuống đường, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi luôn miệng hồ rất to. Cứu tôi! Ở trên kia có người chết, phụ nữ trong xe cho biết. Sau đó lực lượng công an phường Công Vị đã có mặt tiến hành phong quốc tỏa hiện trường. Ca sĩ Châu Việt Cường cùng những người có liên quan được đưa về trụ sở công an làm việc. Danh tính hai thầy cúng đã đến căn hộ này là Phạm Văn Tê sinh năm 1981 và Phạm Thị Tê sinh năm 1985 cùng chú tại Ninh Bình. Hai người này được Phạm Đức Thế, đối tượng chơi ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường và cũng là người thuê căn hộ tầng 2 khu tập thể gọi tới. Khi hai thầy cúng có mặt tại căn hộ thì thấy Châu Việt Cường và Phạm Đức Thế có biểu hiện ngáo đá. Bên cạnh Cường và Thế là một cô gái trẻ đã tử vong nên hai người này rất hoảng sợ và lập tức trình báo công an. Được biết nạn nhân TMH trước đó không hề quen biết ca sĩ Châu Việt Cường. Cô gái này tham gia buổi thóc loạn do được một cô gái là Phượng Anh rủ dê. Dù là lần tiên gặp mặt nhưng TMH đã nhanh chóng bắt sóng với Châu Việt Cường để trở thành một cặp cùng chơi mặt